Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hôm nay thì vẫn là tiếp tục với cái chủ đề lọc máy cổ, sửa máy. Hôm nay thì một cái động cơ phải nói là cực kỳ màu sắc và gật gỡ ha. Đây là một động cơ Yanma 6LI. Thì động cơ này là 270 mã lực, dòng tua là 3000. Và cái hộp số của cái động cơ là hộp số, đây là máy thủy, hộp số liền luôn là hộp số 2 tua 88. Thì đây là đoàn tàu du lịch của anh Dũng. Thì mọi người có lẽ là chắc cũng xem hai đoạn video trước thì Lộc đến đây sửa hai cái động cơ, một cái là Isuzu, một cái là Yamaha. Thì hai cái đó phải nói là Lộc sửa xong thì anh Dũng cực kỳ là hài lòng và rất là vui luôn, cho nên là cái động cơ này động cơ cũng gọi là VIP, mình gọi là cái động cơ mà ảnh thương nhất trong cái đoàn các bạn, cho nên là cũng có tình trạng là khố trắng và nổ chân 3, chân 4, cà lâm lập bập rất là khó chịu. Cho nên thì sẵn Lộc đến đây thì anh Dũng mới kêu Lộc hỗ trợ cho ảnh chỉnh luôn cho nó chạy im, để mà khi mà chở khách du lịch thì người họ sẽ không bị cay mắt nè. Cũng như là nếu mà đã nói về du lịch thì tập đoàn các bạn, cũng như là mình chạy chiếc này mà chiếc của một người bạn kế bên đi mà của mình khói lại cay thì nó cực kỳ gọi là ngại ngùng. Thì cho nên là anh Dũng mới kêu Lộc thôi bây giờ ở đây là chỉnh cho anh cái động cơ này luôn nha. Thì một chút xíu ở đây thì Lộc đề máy lên kiểm tra xem là tình trạng của cái máy này nó đang bị cái gì ha. Thì nói về cái những cái động cơ máy dầu thì nếu mà các anh chị nào có từng sử dụng á thì tình trạng khói trắng thì hình như là cũng rất là phổ biến và nhiều rồi. Cho nên là cái nào Lộc sửa cũng là na ná như nhau, khói trắng hoặc là thiếu dầu dư dầu ha. Khói trắng nổ điều máy khói trắng ha. Đúng rồi. Nãy em có nghe nói là máy mình mua bãi xài cũng được mấy tháng anh ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi, trước đi. Giờ có sửa chữa cho anh Dũng? Chưa. Chưa sửa chữa qua lần nào hả? Nó khói trắng lâu chưa anh? Thì mình mua về là nó khói trắng. Dạ. Bây giờ mình đề đi anh. Rồi bây giờ anh Dũng sẽ đề lên cho bạn một xem tình trạng. Dạ. Rồi. Chết hết máy nó hiện không thấy hả? Cái tình trạng máy này là khá là nặng các bạn, khấu cực kỳ là nhiều luôn. Thank you.
mà nó nổ, nó giặt cái ghe rung rinh luôn á. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng buông anti nè các bạn. Khói trắng thì cực kỳ là nhiều luôn á. Không biết là cái máy này bị nguyên nhân là có bệnh gì nha các bạn. Không ngờ là ba chiếc vừa rồi lọc chỉnh sửa cho anh Dũng thì cái động cơ này là mới nhất, đẹp nhất, nhưng mà thật sự thì tình trạng là nặng nhất nha các bạn. Đừng bao giờ đánh giá qua bề ngoài. Còn cái máy mà xấu nhất thì ngược lại là chỉnh nhẹ nhất. Thì không biết là mình quay thì quay cùng lúc ba chiếc, nhưng mà khi mà đăng lên mọi người được coi mà tới cái giai đoạn mỗi đoạn phim này thì những cái đoạn kia có đăng chưa thì vấn đề đó mình không biết, nhưng mà các bạn có thể vô kênh mình xem lại hai cái video kế hoặc là đón tiếp mình sẽ đăng tiếp theo á. Trời, cái động cơ này dưới ánh nắng phải nói cho nó dạ quang, nó xanh mướt các bạn.
kiếm ganti thì thật sự nó không có đều các bạn, nó nhảy cái bật lực đó, nó nhầu từ cái từ tối chứ nó không có chạy đều được. Mình nghe cái tiếng bô khi mà lọc nẹt á, thỉnh thoảng nó có nổ, nó giống như là một cái tiếng của những chiếc ô tô mà độ bô các bạn, nổ bụp 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 vậy ha. Thì em nghe hết lực bột rồi đó anh Dũng. Okay.
khi mà bớt ganti á, cái chỗ mà lọc mới chỉ các bạn nó kêu xẹp 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 xẹp, nó giống như là một cái tấm giống như cái lá phiếp vậy các bạn, nó đụng vô hai bên hông á. Cái đó thì mình không phải là đón, nhưng mà mình nói là diễn tả nó giống thôi nha. Nếu mình có nói sai gì các bạn hãy bỏ qua cho mình. Căng gì? Ủa, sức ốc nhông. Sức ốc đầu á. Ờ, sức 6 hoặc 8 bù lon đầu á. Nè. Thấy nó lỏng ra. Đây, nãy thì lúc mà máy đang chạy thì Lộc cũng đã cho chủ xem cái bình đó ha. Cái đó là kiểu gì ta? Rồi, gỡ đến thùng này luôn rồi. Bung mặt đầu luôn rồi. Nè. Ủa, cái đó là nhông gì vậy anh Lộc? Nhông heo. Nhông heo ha. Nè, chạy nó làm rẹt 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 hoài, cái nổ máy luôn á. Nè. Rồi thì để chút nữa đây sẽ cho mọi người xem coi có đúng những gì mà Lộc đi đón trước đó không. Rồi mở thùng này luôn nha, lúc anh chạy mình ra. Bây giờ sẽ mở thêm cái thùng mình ra các bạn để mà gỡ cái mặt nạ kia ra. Né đi Lộc thì để anh gỡ cái miếng này ra tiếp luôn. Giờ ốc băng heo. Rồi bốn chứ. Rồi con heo lắc sớm là 2 trứng. Rồi cái tia bơm nó bị tụt cái máy năm. Là 3 trứng bệnh. Rồi còn cái trục bô nó không hút gió nó không vô. Đúng, chính xác là bốn cái chứng bệnh luôn. Rồi trục bô làm cảm giác là không có nghe vé luôn. Sao bác Năm bác thấy hợp lý không bác Năm? Cái này nếu mà chạy khoảng chừng 3-4 tiếng nó bắt đầu chặn cái ông heo ngoài nổ nguyên cái mặt nạ luôn. Tại vì anh Dũng tàu này chẳng có nói. Thì Lộc nói cái nguyên nhân dẫn đến gục gột chỗ này thì mọi người xem cái nhông bên trong á, nó hở một khúc luôn ha. Thì cho nên là mới dỡ cái nắp hầm ra và Lộc sẽ tiến hành tháo cái nắp phía trước này ra nè để kiểm tra lại. Đây đúng rồi. Rồi bây giờ Lộc sẽ tháo cái mặt lắp ráp nha. Để coi Lộc đón hôm nay coi có đúng không các bạn. Heo dụng như thế nào. Nó đóng mà. Chén tinh tí. Vậy thì cỡ xây rồi nó sụp sịch rồi. Ủa? Đâu? Ủa anh cho anh hỏi hai con tán nằm đây đâu mất tiêu hành. Gì kỳ vậy? Đây là thực tế nhất, rõ ràng nhất nha. Lắc cái đó. Hai con tán bắt cái gì vậy để cho Lộc coi chi tiết anh. Cái sư nó gáp nhật nó quên nó ngủ cùng. Sư gáp nhật quên. Không. Nhảy. Đau đầu thì trời dễ quá trời nhiều tăng. Vậy nè. Quá à, nó lỏng dữ hả Lộc? Nhảy luôn nguyên cái nào bây giờ. Này họ lấy dầu rửa một cái cho nó đẹp trai cái anh Dũng ơi. Ừ, có. Quá. Wow.
khó, cái đó lấy giờ cũng hơi cực của anh. Hiểu tại sao mà bị chặt tăng chưa? Sao em? Đây nè, trái nhông chạy ra là chậu đi sớm chạy nè. Thấy chưa? Nè, trái nhông xéo đi cái nè. Dấu này đang nằm ở đây đúng không? Nè, tại sao trái nhông xéo gọi là chặt tăng? Đúng rồi. Đây, ốc này sẽ cọ với thành này nè. Nè. Đỡ lên.
sử thì cái tình trạng của cái máy giăng ma này nó rất là nặng các bạn. Lộc khắc phục bên cái má của con heo vẫn không hết cái tình trạng khó trắng, cho nên là Lộc quyết định là kêu anh Dũng tháo cái phần bô ra để dễ chỉnh hơn. Tại vì các bạn biết sao, cái bô này nó đâm thẳng nó xuống cái đường lái ghe âm xuống dưới đó, cho nên là Lộc không có thể nào quan sát mà để chỉnh được, cho nên là phải trực tiếp ở đây ha, để Lộc vừa chỉnh vừa cái chỗ này nè các bạn, nó sẽ dễ hơn. Ra chưa anh, cần em phụ không? Thì gì lắm, giống như Lộc chỉnh bên kia nhìn ở đây thì nó sẽ dễ dàng hơn nha, chứ còn mình để bên kia thì thua rồi, nãy giờ cũng khá lâu, trời sập tối rồi. Có lẽ thì video này sẽ hơi chút xíu, nó sẽ hơi tối chút xíu, mong mọi người cố gắng xem, chịu khó xem. Thì anh Dũng chủ máy này, ảnh nói là cái động cơ này là ảnh mua hàng bãi về cách đây khoảng 3 tháng anh Dũng. Khoảng 3 tháng thì là mua về, là Lộc là người đầu tiên chỉnh ha. Có nghĩa là có nhiều bạn nói là Lộc sao mà chỉnh cái nào cũng bắt bệnh là chặt cam rồi chặt heo gì đó, cho nên đó là mình mua máy bãi về chưa chắc gì đã im. Nếu mà mình nói cái câu là mình mua nhầm máy bùa thì sẽ ảnh giống như là mình đang đụng chạm tới ai đó, nhưng mình không nói đó, thì các bạn có nói là sao Lộc máy người ta mới mua về mà lại chặt găng rồi chặt heo chặt cam đủ thứ các kiểu. Thì đây là một trong những cái máy minh chứng để cho mọi người biết đây là một cái động cơ bãi mà hầu như là tất cả anh em Việt Nam của mình nó xài hàng trong xài máy, đặt xuống ghe nè, vỏ lãi hay là cái gì đó mà liên quan tới đường thủy, hầu như là 90% là sử dụng những cái động cơ này là hàng bãi hết rồi. Một cái máy như thế này đây mà 130 triệu thì ý là đồ cũ, thì mọi người nghĩ đi, Việt Nam mình đâu có ai mà dám xuất bỏ tiền ra mua cái động cơ này như thế này mà mới 100% đâu, cho nên là phải mua những cái máy bãi về. Còn tình trạng chặt găng á, thì đâu phải mua hàng bãi là cái máy nó còn zin 100%. Đôi khi thì anh em người ta bán ta cũng đụng chạm này kia, người ta sơn sửa lại để cho nó mới mà bán để có giá hơn. Thì mong rằng qua cái video này nè, mọi người hãy sáng suốt một chút xíu trước khi mình nói cái gì đó nha. Từ nãy giờ mất thời gian khá là lâu và cực kỳ là thời gian các bạn, thì cuối cùng thì Lộc cũng đã căn chỉnh lại cái phần heo bên kia cũng như là phần ti bơm rồi mới đề lên để cho ba cái dầu nó lên đầy đủ ha. Bây giờ Lộc sẽ tiếp tục gáp những cái co bét các bạn, gáp vô cho đầy đủ và đề lại cho nó hoạt động. Thì không biết là tối quá rồi, khi mà Lộc chỉnh xong đề lên thì anh Dũng có chạy đi thử không, nhưng mình thử cũng không thấy khói được. Chắc mình nghĩ là để cái bô đây khói để mà coi. Thấy không? Chạy đi đâu có điện á. Rồi, Lộc đã chuẩn bị miếng da để đề lên nha các bạn. Cho cha ba máy chạy đó, nó xiết vô lại. Thank you.
xả cái đó ra là lên ga không còn khói trắng nữa các bạn. Vậy là cái máy nó đang có vấn đề á. Đây bây giờ là cái ganti là không còn khối luôn rồi các bạn. Thì cái dần vấn đề khói trắng cũng như là khói nhiều thì lọc cũng đã triệt tiêu hết rồi các bạn. Nhưng mà còn riêng cái vấn đề khi mà lọc lên ga lớn để nẹt ga thì cái lửa nó không ra ngọt, nhưng mà nó vẫn còn cái tình trạng gọi là nó phật phật thôi, chứ nó không có được nhiều lửa. Thì lọc có nói là cái bếp số 3 nó đã dơ, số 4 xin lỗi các bạn, số 4 là nó bị dơ cho nên là lọc mới tháo ra vệ sinh cũng như là căng lại ha. Còn riêng về cái vấn đề mà cái găng ở phía trước nè, cái găng heo phía trước á, tối quá thì nó đã bị gọi là cái gì, bị gờn, bị nó mòn các bạn, không thể nào khắc phục mà để cho nó im ha, mà nó đã kêu, bắt buộc phải kêu rồi.
anh Dũng, sao anh Dũng, cái vụ khói cay hoặc là nhiều của mình bữa nay là được giải quyết cho anh? Giải quyết rồi, hết khói rồi. Dạ, chút xíu là mình chạy thử luôn đi ha, coi là nó có bốc hơn lúc đúng trước rồi, không? Rồi, chạy thử, tại phẩm chạy nó lì máy nó không lên. Dạ. Cửa ra. Dạ, rồi cùng các bạn chờ chút xíu nha, Lộc thì xử lý cái đó tầm 5 phút ha. Ra kiểm tra thì mọi người thấy này, nó không có xương mà nó đái ha, cho nên nó có cái trường hợp là nãy phật lửa ra cục lửa đó. Chim cái gì á? Hàng gì lên tới 280 hả? Có cái miếng lông đực, một miếng mỏng cho một miếng rất là dày. Đó. Một miếng sư phụ. Sư phụ. Tổ sư luôn á chứ. Một miếng này dày nè, còn cái miếng này Lộc đón dự thằng bãi nè. Rồi. Dũng sẽ chở nắp cò ra để chuẩn bị em Lộc chuẩn cò. Bán này chỗ cái máy số 4 thì trang phải không? Là sao? Xét xét cái nè. Là bị gì? Trong nắp cò nhớ cái này là theo sao bị đó là... Thì mình quay cái này mình không muốn nói là hàng này hàng kia các bạn, nhưng mình muốn nhắc nhở tới các anh chị nào muốn mua hàng thì mình nên kiểm tra kỹ trước khi mua ha. Thì như mọi người thấy đây, mình xin nhắc lại là anh Dũng ảnh mua cái máy là hàng bãi 100%, không phải là mới 100% mà hàng bãi nha. Thì Lộc là người đầu tiên mở nắp cò cũng như là dàn bét này ra. Hồi nãy thì Lộc có nói là cái máy số 4 bị lỗi, thì thật sự mà nói nếu mà hàng bãi, mà trong khi nãy giờ mọi người cũng đã thấy Lộc chạy rất là lâu, nẹt ra rất là nhiều nhớt, thì các bạn thấy thì không có gọi là một giọt luôn á, không ghi xuống máy số 4 đâu. Tính nếu mà tính thì ước là từ máy số 3, số 4, số 5, còn cái máy số 6 cuối cùng mà chưa chắc gì là đã bơm, mà do cái lượng nhớt nó trào lên thôi các bạn. Các bạn nhìn nó khô, mà thậm chí là có rất là nhiều mạt ở dưới nha. Đây, mình muốn nói như vậy để mọi người chú ý chút xíu thôi. Thì để chút xíu nữa để các bạn xem chính xác nhất, thì đợi lần Lộc gáp cái bét số 4 vô đề máy lại thì mình kêu anh Dũng sẽ để vậy luôn ha, coi là nhớ mấy cái lỗ nè nó có trào lên không thì mọi người sẽ biết liền ha. Đây. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người coi là cái bơm nhớt nó hoạt động không nha. Rồi lên. Có thể thấy là hầu như là không có miếng nhớt luôn nha. Thường thường là những cái lỗ này sẽ sạch nhớt lên nè. Được rồi. Chén nhớt đi anh Dũng. Trời mới thấy động cơ này giá trị đâu có ít không các bạn. We'll be right back.
160 triệu, dài 3 tháng. Mình là nhớ chủ ghe không hay để gì chạy, hôm nay mình gọi được lòng kiểm tra rồi. Nếu như hồi nãy mà hết khói đen mà lọc không tháo và bé tháo còn ra thì thật sự là không biết cái máy này sẽ như thế nào vài bữa nữa. Giờ lọc cũng đã hoàn tất tất cả các cái cổ bô nè, đã gáp lại ha. Thì bây giờ nó đã 9:40 rồi, thì em lọc đang cố gắng, phải nói là hết sức mình ha. Lọc thì đang đuối, cực kỳ là đuối, nhưng mà vẫn đáng lý thì anh chủ máy kêu là thôi sáng hả chạy, nhưng mà lọc thì không, tánh của lọc làm việc các bạn thì đâu phải cho nó nề nếp. Thì chút xíu nữa đây là chạy ban đêm luôn để thử cho lọc nghe tiếng máy cũng như là coi là dầu mỡ này kia nó hoàn chỉnh chưa, để lọc chỉnh luôn ha. Hiện tại thì mình nghe cái cảm giác đốc dầu là đã có các bạn. Đây là một video mà phải nói là độc nhất vô nhị từ ngày mà
trước là chạy 20 nó đứng luôn các bạn. Người để khoảng tầm 5 phút nó mới lên được cái tốc độ đó. Còn cái bây giờ nó là nó chạy bao nhiêu anh? Ba mấy vậy á. Nhưng mà khói. Thì mình xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh mình. Và mình cũng xin tạm biệt thành phố Bến Tre nha.